Châu, tỉnh Tây Ninh. Dây màu xanh, dây banana twine của Asia Dragon được sử dụng làm dây cái, dây chính. Vàng này cũng dùng thì sẽ là với cái cách mà căng như vậy á, là cứ 2 mét, cứ 2 mắt 1 mét là căng một dây á, thì dùng một mẫu là sẽ dùng khoảng 6 cuộc tới 8 cuộc tùy theo cái độ dày của cái phường. Đang trồng qua thì dù sao có để về ta trồng bầu hoặc là trồng cây gì đó. Thì đây là ý kiến chia sẻ của anh Đại, đại lý ở Tân Châu. Anh đang phát triển cái sản phẩm này ở tại cái khu vực Tân Châu và ngày càng có nhiều khách hàng, nhiều nông dân, bà con nông dân là ưa chuộng cái cách làm này, bởi vì sợi banana twine khi mà dùng làm vàng leo này á, thì bà con theo ý kiến của bà con đó là khi họ làm vàng rất là nhanh, kéo họ căng rất nhanh, thay cho ví dụ như là dùng các cái dây đen, các loại dây bẹ đen á, thì cái loại dây đó nó ngắn và bà con lại mất cái thời gian là phải nối lại với nhau chạy dây, còn cái này dây của mình nó nguyên cục trùng xuống, mình nó nặng quá thì có thể bị đứt. Mình dây màu xanh đó thì không có độ giãn là nó hầu như không có, và nó cũng khi mà dùng ngoài trời như vậy á thì không có, nó vẫn không có bị giòn bị đứt. Thường là cái cây mướp này mình dùng mất, mình trồng là một mùa là mất bao lâu anh? Một vụ là kéo dài bao lâu? Ba tháng là giả hết rồi. Khoảng 3 tháng cây bầu có thể đi tùy theo mùa đó. Để có lúc mà cái mùa màng nó phát triển tốt thì có thể là tới 4 tháng. À là do cái chất lượng, cái thời tiết hay là cái tuổi thọ của cái cây á? Do thời tiết là chủ yếu. Nếu mà thời tiết thuận lợi thì có thể cái hàng này ăn có thể với giá cả thị trường nữa. Yeah. Nếu mà giá có giá thì người ta chăm to chăm nhiều á thì ăn 4 tháng. Ăn lâu. Ăn lâu hơn. Yeah.